chào các bạn đến tin nhanh 24/7. KTM Inventor, điều gì tạo nên cái sự khác biệt? Hãng KTM vốn sản xuất ra những dòng xe chuyên vượt địa hình, chạy trên những điều kiện khó khăn, trong đó có dòng KTM Inventor. Vậy cái dòng Inventor, điều gì đã tạo nên cái sự khác biệt so với những hãng xe Yamaha hay Honda đến từ Nhật Bản? Không giống như xe Nhật, mỗi hãng xe của châu Âu đều có những nét đặc trưng riêng tạo nên sự cá tính cho nó, như là KTM, BMW, Ducati, Triumph, MV Agusta và Prada. Trước tiên đó chính là cảm giác lái. Những người thích bay nhảy, chạy bộ lực một chút, nhất là off-road, sẽ thích là KTM, chắc chắn là vậy. Cái chiếc máy V2 75 độ có những nét giống như S2 90 độ của nhà Ducati, nhưng mềm mại hơn một chút, lực kéo là phân bổ đều trên các dẻ tua hơn, không giật cục như là máy Else. Hỗ trợ điện tử trên KTM cũng rất là hiện đại, ngang tầm với Ducati và BMW, thậm chí có cái còn đi trước. Cái gì tạo nên cái sự khác biệt? Đầu tiên là hệ thống khung mắt cáo nổi tiếng, rất là cứng vững và nhẹ nhàng, giúp cho những cái chiếc Inventor to, nặng nề, có thể bay nhảy như là cào cào, mà vẫn rất là chắc chắn. Đồng thời giúp cho cục máy là không phải chịu lực như trong kết cấu của rất nhiều hãng xe khác. Máy liền khung chịu lực kéo và vặn là khá lớn khi qua các địa hình là không bằng phẳng. Điều này sẽ giúp cho cục máy KTM nhẹ nhàng hơn. Gắp sau của KTM cũng rất là khác biệt với cấu tạo rộng phía ngoài, để lộ những cái vết kết cấu rất là chắc khỏe và nhẹ. Sau đó là bình xăng nhựa vát hai bên như là cái túi vát lưng đặt đà, các kiểu bình xăng đặc trưng của mẫu cào cào này. Bình xăng này ôm trọn cái hộp lốc gió và một phần cục máy, nó giúp hạ cái trọng tâm, tăng dung tích bình xăng mà vẫn giữ cân bằng rất tốt. Không như hầu hết các hãng xe khác vẫn làm bình xăng nằm trước hoặc sau, thậm chí nằm hẳn lên hộp gió, làm xe bị nặng đầu, cái trọng tâm là cao, khó giữ thăng bằng. Còn có hãng bảo thủ hơn, trung thành với kiểu lát xít, làm hẳn bình xăng bằng sắt cho những dòng Inventor như là Triumph. Tinh tế hơn là thiết kế cục máy có cái khoảng dầu là chia đôi, phần lớn dầu nằm trong gạch te bôi trơn và giảm nhiệt cho cái cụm sedan, một phần nhỏ nằm trong hộp số bôi trơn hệ thống dẫn động và ly hợp. Điều này có lập ba tác dụng rất lớn. Thứ nhất là do dầu hộp số và ly hợp là dễ bẩn hơn, vì ma sát sinh ra từ các bộ phận liên tục đóng mở va đập vào nhau, tạo nên phải cần được tháo khỏi dầu bôi trơn trong buồng đốt. Thứ hai là dầu buồng đốt có nhiệt độ lớn hơn, cái cần số lượng nhiều hơn để liên tục tuần hoàn, vừa bôi trơn vừa giảm nhiệt cho máy. Thứ ba là nhờ vào tách rời hai phần gạt tay dầu và cái buồng đốt có thể đẩy lên cao hơn, nằm ngang với cái phần hộp số và ly hợp mà không làm chúng bị ngập dầu. Chú ý, nếu các bạn có am hiểu một chút về xe máy thì những bộ phận chuyển động là không thể đặt ngập dầu được, sẽ chịu cái lực là cản rất lớn của hy lực, gây bắn dầu tung tẻ, tạo bọt trong cái khoang máy quần. Nói chung rất là không tốt. Dầu máy chỉ được bơm với số lượng là vừa phải và liên tục vào các ổ bạc đạn hay giữa các lá con phải cần bỏ trơn. Và trong góc này thấy được cái chiếc máy của Triple của Tiger 800 có cạc tê dầu nằm hẳn phía dưới đẩy cục máy lên rất cao, còn cạc tê dầu của EC8 đặt nằm ngang và cái phần bửng con và hộp số giúp cho giảm chiều cao cục máy, hạ thấp trọng tâm xe mà vẫn tăng cái khoảng sáng gập. Hệ thống giảm sốc của KTM luôn trung thành với WB, một thương hiệu mà người ta ví von là Holin của Crow. Nếu các bạn đã từng trải nghiệm sẽ nhận ra ngay cái sự khác biệt lớn này. Điều này giúp chạy những cái chiếc Inventor trên những cung đường xấu trở nên thú vị chứ không phải là bất bả. Cái vòng bi cổ Ford của những chiếc KTM Inventor mặc định là vòng bi đũa. Còn các bạn phát hiện thêm cái sự khác biệt nào nữa không? Hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi chi tiết, nhớ like, share, subscribe.